hai thằng, ba thằng, ô đông thế. Đừng phải kích, chạy 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 chạy. Ui, 14, 14. Ok, chúng mày chết rồi. Có thằng ở nhà gần cậu ấy. Nghe thấy không? Chồng quá. Ui, thế mà thua nó yếu lắm rồi. Đây, anh em đi kiếm người này. Có thằng nó muốn có xe kìa. Rồi rồi, nghe rồi, nghe rồi. Nó qua đây, nó qua đây đấy. Đâu, đâu, đâu. Nó dừng lại đấy, ngay trước mặt này. Tớ bắn vừa, trúng mẹ luôn này. Bạn nó đằng sau này. Sau lưng này. Rồi, thôi, thôi. Cứ mày x4, x4. Xây x4. Sợ quá. Theo theo. Viên đá, viên đá, viên đá. Mày chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Mày đâu có mũ đâu. Một viên. Ôi, hai viên rồi, hai viên rồi. À. Có một thằng chết cũng cây. Chết nhở? Tháp thì xít. Thì vậy, ông lần sau nhá, bắn kiếm cái gốc cây nào to to mà đứng. Ờ, cái đấy, cái đấy hơi bé. Cái bé tí ấy, cũng chưa được. Chống ấy cứ thế. Nãy giờ ông cứ khen là tôi cứ tưởng tôi bắn hay. Đi, solo đi. Luôn. Nó đến đây này. Từ từ nhớ đợi đến gần nhá. 3 2 1 bắn. Nó sợ quá mà nó thể ra của xe nó ngã rồi. Knock out thôi. Câu luôn. Một thằng ngã rồi, một còn một. Nó lên. Hay. Nó trong nhà, để đâm nếp, 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 đéo nếp. Một thằng nữa trong nhà, một thằng nữa trong nhà. Ngon. Ghê vậy, chiến hôm nay bắn kinh vậy. Ôi, bo ở đây luôn này, vào nhà được đây. Em đứng trong nhà. Trên đồi hết rồi. Đâu rồi, một thằng nữa ở đâu? Chết rồi. Để phát nó ở đâu, để nhặt bom. Hai thằng ở gần đến nhau luôn mà. Ở cái đường rẽ mà. Đường ngách ấy. Khó rồi, mình lại bên dưới này. Con nó nhảy xuống. Có tiếng chân. Đâu ấy? Đấy đây. Ơ đừng vừa bắn vừa thay đạn thế. Bắn nó nhanh đi cứu tớ. Chết rồi. Con. Mẹ đó, con thằng ở trên đầu mình nữa. Không sao đấy là tớ giết luôn mà. Còn thằng kia thằng lẻ.